má xin chào bạn Ken. Con giấu cái gì sau lưng nè? Đâu, con giấu cái gì sau lưng hả? Wow, đồng hồ siêu Ben. À, các bạn ơi, bạn Ken có một cái đồng hồ siêu nhân Ben nha. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ có một cái món quà rất là đặc biệt đây. Cái gì đây bạn Ken? Con chuột. Và các bạn ơi, hôm nay bạn Ken có hai con chuột nha. Nè, con chuột này là chuột hamster nè, một con màu vàng. Và một con màu xám. Con màu xám gì nào? Rồi bạn Ken bắt lên cho các bạn xem nhé. Đây các bạn. Đây, đây một con màu vàng nè. Và đây một con màu xám nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái chuồng á. Cái lồng á. Không có bỏ. Để cho hai bạn chuột này ở nha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu làm cái lồng thôi. Ở đây chúng ta có chưa con chưa đổ đồ ăn vô. Con đổ ít thôi. Ở đây là cái cục xì bông tắm cho chuột nè các bạn. Ơ không được con, không được. Rồi con đổ cát vô trước đi. Đây các bạn ơi, bây giờ bạn Ken sẽ đổ cát vô trước nha. Không, để ba bắt hai con chuột ra. Đó, hai chuột ra là con đổ cát vô. Rồi con đổ cát vô đi. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ đổ cát vô cái máng. Rồi đổ vừa rồi, được rồi con, được rồi, được rồi. Đây, đây cái máng nè các bạn. Cho mấy chuột này bò với nó đi ỉ trên đây á. Đó, đã ghê chưa. Đây là cái đồ cái máng thức ăn của nó nè các bạn. Đó, mình gắn vô đây. Rồi gắn cái máng thức ăn vô. Đổ một ít thôi nha, một ít thôi. Đây là thức ăn cho chuột nè, đó quá trời đồ ăn cho chuột luôn. Gạo rồi đậu xanh rồi có hạt nữa, hạt hướng dương nữa. Còn đây là cái cục xà bông. Cục xà bông thử mùi cho mấy chuột á. Xà bông tắm á. Rồi bây giờ còn đây là cái lồng nè. Có cái bình nước nữa nè. Nước mồi nè. Rồi bây giờ mình gắn cái lồng vô nha. Gắn cái lồng vô với họ cũng mồi nhà đó. Gắn cái lồng vô. Rồi bên đây mình gắn cái lồng vô cho con chuột. Rồi các bạn ơi, mình gắn xong cái lồng của chuột ngay đây. Đây một cái lồng chuột. Wow, hai con chuột này dễ thương quá. Rồi bây giờ còn cái này nữa chưa nói. Nên con lấy cái kia qua. Đây, đây một cái đồ chơi nè các bạn. Cái đồ chơi cho con chuột nha. Đây là có cái nhà nhỏ cho con chuột ở nè. Đó, còn có cái ống nữa. Cái ống trượt cho con chuột nó chui vô nó chơi á. Quá, con chuột nó trèo lên luôn nè. Nghe nó thì ôi, nó trèo lên luôn rồi. Rồi, bây giờ mình gắn cái ống này vô nha. Cho nó chút nó trèo lên. Rồi xích cái nhà thôi mày gắn. Quên, con chuột nó trèo lên rồi nè. Trèo lên đây rồi. Bắt nó xuống để bà gắn cái ống. Ê. Gắn cái nhà vô. Đây mình gắn cái nhà vô cho con chuột ngang đó. Quá dễ thương quá. Cái nhà con chuột màu cam nè, đẹp không bạn Ken? Con thích cái nhà màu cam không? Con thích con chuột, con thích đồng hồ. Con thích hai cá luôn. À, con thích con chuột, con thích đồng hồ luôn hả? Con thích hai cá luôn. Rồi, hôm nay con có quá trời luôn mờ, có chuột nè, rồi có nhà. Wow, một cái nhà cho anh chuột nè các bạn ơi, đây có cọng dây cho anh chuột cũng leo đi chơi nữa. Đây, đó. Rồi bây giờ mình đóng cái nắp lại nha. Đây, một cái nắp nhà để cho chuột nó không có bò ra. Kiếm bò đi cái mắt tiêu luôn á. Rồi mình đóng cái nắp vô. Và các bạn ơi, con bò chuột nó mới bò trong cái ống bò ra đó. Đó kìa, gì đó thấy chưa? Đó, vô ghê chưa? Và con mở ra ba nhìn nhá. Ba nhìn đi. Rồi đây các bạn ơi, mình làm xong cái nhà của con chuột rồi nha. Đây một cái nhà con chuột nè. Wow, con nhà chuột dễ thương quá. Ủa, con chuột nó bò vô cái ống nè. Bò vô cái ống rồi kìa. Con chuột màu vàng nó bò vô cái ống rồi. Rồi bạn Ken cho con chuột nó. Ê, cái chừng đau nó con. Rồi, cái nhà này nó có hai nắp nha các bạn. Đây, một nắp trên đây nữa nè. Nắp trên đây mình cũng thấy xuống luôn nè. Ba, đừng đóng lại đi. Hồi con chuột có bò ra bây giờ đó. Rồi, đóng lại nha. Đây, cái này là cái. Đây, một cái nhà cho con chuột rất là đẹp rồi. Wow. Con mở vô. Các bạn ơi, bây giờ bạn Ken sẽ bắt đầu
tắm thử cho con chuột nha. Nè bây giờ mình tắm cho con chuột cho nó thơm. Mình bắt con chuột ra mình tắm nè, cái này là cái chai phấn tắm chuột á. Rồi bây giờ ơi các bạn ơi. Con chuột này nó bò 2 cái rồi. Chuột nó bò ra luôn rồi hả? Nó ỉa luôn rồi hả? Rồi bây giờ bạn Ken sẽ tắm cho con chuột nha. Rồi bạn Ken sẽ tắm thử cho con chuột cho nó thơm. Rồi nó sạch hơn. Thơm không? Quá thơm. Quá thơm dữ vậy ta. Ồ cái này nó thơm như mùi phấn em bé vậy các bạn ơi. Rồi bạn Ken con xịt cho mặt ta luôn hả? Rồi con tắm cho mấy bạn chuột đi. Đây phấn thơm nè các bạn ơi. Mình tắm thanh long với chuột. Ê trời ơi nhiều quá rồi. Quái. Ở vô con mắt hết rồi con ơi. Trời ơi được rồi. Phủi mắt nó ra. Trời ơi bằng Ken tắm chuột này nó trắng bắp luôn rồi. Để phủi nó ra mới được. Rồi các bạn ơi chùi xong cho mấy bạn chuột rồi bạn Ken ha. Tắm đổ xì bông nhiều quên đổ phấn nhiều quá mà. Trời ơi làm mấy chuột sợ luôn à. Đâu đây phấn thơm rồi các bạn, thơm lắm á. Rồi bây giờ mình cho mấy bạn chuột này đi chơi một chút đi. Thơm quá. Thơm quá. Rồi quá. Ơi nó bò rồi. Ơi nó bò rồi. Bắt vô. Quá, hai con chuột. Rồi cho hai chuột này đi chơi một chút nha các bạn. Cho đi chơi một chút nha bạn Ken. Ê trời ơi con thả ghê vậy. Quý con nó. Rồi con bỏ vô đây nè. Con chuột xấu lắm. Con nói con thích. Lúc trước con nói con thích con chuột mà. Ra xu. Rồi bây giờ cho con chuột bò lên tay bạn Ken thử coi. Rồi chạy tay ra. Rồi đây. Và ơi. Trời ơi chuột này dính phấn nhiều quá. Để muộn con nghe. Rồi các bạn, hai con chuột này nó có mắt màu đỏ này, dễ thương ghê không? Con chuột có mắt màu đen hả? À con chuột này mắt màu đen hả? Trời dễ thương quá. Đây chuột màu đỏ này, con chuột này mắt màu đen. Nó bò lên tay bạn kia này các bạn ơi. Rớt cái té đó. Rồi bây giờ mình bỏ con chuột cho nó đi ngủ hay các bạn? Bỏ vô đây nè. Ừ, bạn kia này mở tủ cho nó đi ngủ đi. Rồi các bạn ơi giờ mình bỏ con chuột lên chuột tủ cho nó đi ngủ nha. Ơi nó chui vô nhà kìa. Ôi nó chui vô nhà rồi. Bỏ xuống ngay đi cá bạn. Nó chui vô nhà luôn hả? Nó bò vô nhà luôn hả? Rồi các bạn ơi hai con chuột nó ôi con này chui xuống ống nè. Nó chui xuống ống rồi. Wow, hay chưa? Nó kiếm đồ ăn đó. Mấy tầm ảnh ngứa hay sao rồi kìa. Con xịt nhiều phấn quá mưa. Wow, thương quá. Nước đâu? Nước bên đây nè con. Nè đây nè. Nè các bạn ơi bên đây là cái bình nước nè. Rồi như vậy là video làm cái lồng nuôi con chuột hamster này đến đây là hết rồi nha. Hẹn các bạn video lần sau. Chào tạm biệt các bạn đi con. Bye bye các bạn nha.